Chúng ta cùng giải quyết một cái bài toán liên quan đến tích phân và một cái phương trình hàm ha. Thì cái này người ta gọi là tích phân hàm ẩn. Thì ở đây chúng ta sử dụng các cái công cụ, phương pháp đạo biến và tích phân từng phần để xử lý ha. Trước hết chúng ta biến đổi tích phân này bằng cách sử dụng tích phân từng phần, có thể biến đổi bằng nhiều cách khác nhau ha. Nhưng mà mình nghĩ đơn giản nhất là quy về tích phân phần F thôi. Trước hết, đặt Y bằng cái tích phân cần tính. Rồi, chúng ta tiến hành sử dụng tích phân từng phần để chúng ta biến đổi cái tích phân cần tính này ha. Ta có y bằng tích phân từ 0 đến 1 x vi phân của x. Nhớ rằng là vi phân của f(x) bằng f(x) tí ha. Và cũng cần lưu ý thêm tích phân từ a đến b ux vi phân của v thì bằng ux nhân v cận từ a đến b trừ cho tích phân từ a đến b vx nhân cho du. Được ha, tích phân từng phần. Như vậy tích phân này bằng tích phân x bằng x nhân f(x) cận từ 0 đến 1 trừ cho tích phân từ 0 đến 1 f(x) dx. Như vậy bằng cách biến đổi như thế này, chúng ta đã chuyển cái tích phân cần tính về tích phân của hàm F ha. Cụ thể hơn thì nó bằng là F1 trừ cho tích phân từ 0 đến 1 f(x) dx. Chúng ta xem xét tích phân này như là g ha. Thì từ cái phương trình bên trên chúng ta thấy bằng 0 vào thì chúng ta sẽ có được f tại 1 ha. Xem như đây là phương trình sau ha. Từ sau nè. Ta thay x bởi 0. Chúng ta có f tại 1 bằng 0. Như vậy chúng ta có y bằng trừ g ha. Rồi đồng thời từ cái phương trình 1 này nè. Chúng ta cũng sẽ tích phân hai vế. Chúng ta biến đổi, lát nữa sẽ xuất hiện y và g ha. Thật ra xuất hiện là tùy thôi. Cũng từ sau ha. Tích phân hai vế từ 0 đến 1. 1 trừ x, f tại 1 trừ x dx. Thì bằng tích phân từ 0 đến 1, 2023x nè. Dx. Trừ tích phân từ 0 đến 1 của x bình phương nhân chép 2,x dx. Rồi, vế trái này á thì người ta sử dụng công cụ đổi biến ha. Mình có thể ghi công cụ đổi biến ở đây. T bằng 1 trừ x thì chúng ta sẽ có được tích phân này. Chú ý chúng ta đã có đổi vi, đổi nhầm đổi cận ha. Hoặc là ta sử dụng tính chất của tích phân á, thì nó sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 ft dt. Thì cái con này chính là con g ha. Nhớ là trên đây chúng ta có thể suy ra luôn nè. Tích phân chúng ta cần tìm thì nó bằng trừ g. Rồi. Thì bằng tích phân này thì chúng ta dễ dàng tính được nó bằng 2023 chia 2. Đổi màu đúng ha. Trừ tích phân này thì chúng ta dùng tích phân từng phần ha. X bình phương nhân cho vi phân của f phẩy x. Vi phân của f phẩy x thì nó chính là f 2,x tỷ ha. Chúng ta dùng tích phân từng phần 2023 nhân cho 2 trừ cho u nhân v x bình phương nhân cho đạo hàm của f tại x cận từ 0 đến 1 trừ
thích phân từ 0 đến 1 f phẩy x nhân cho vi phân của x bình phương ha. Thì nó bằng 2023 phần 2, chúng ta suy ra luôn đi. Tích phân này thì bằng trừ c nè, anh nhầm trừ y nè, được ha. Rồi trừ cho f tại đạo hàm của f tại 1 nè, rồi cộng 2 lần tích phân từ 0 đến 1 đạo hàm x nhân đạo hàm của f tại x đi, được ha. Thì cái tích phân này chính là cái tích phân mà chúng ta cần tìm ha. Đó, tức là đi ra được trừ y nè bằng 2023 nè trên 2 nè trừ đạo hàm của f tại 1 nè cộng cho 2 lần y nè. Do đó chúng ta sẽ suy ra được 3 lần y nè bằng trừ 2023 trên 2 này, cộng cho đạo hàm của f tại 1 này. Từ đó chúng ta suy ra được y bằng 1 phần 3 nhân cho đạo hàm của f tại 1 trừ cho 2023 phần 2. Đạo hàm của f tại 1 trừ cho 2023 trên 2 thì tập trong ngoặc nha. Bây giờ công việc cuối cùng là chúng ta tìm đạo hàm của f tại 1. Chúng ta vì chúng ta có f nó có đạo hàm đến cấp 3 ha, do đó chúng ta có thể đạo hàm hai vế, đạo hàm cấp 1 có hai vế nè. Chúng ta sẽ suy ra một cái đẳng thức, từ cái đẳng thức đó chúng ta có thể tìm ra được đạo hàm của f tại tại 1 ha. Cái chuyển ra là 2023 x này, trừ x bình phương này, nhân đạo hàm cấp 2 của f tại x này. Rồi. Từ cũng từ sau ha. Đạo hàm hay thế là được chưa, đạo hàm của f tại 1 trừ x đạo hàm của fu nha thì bằng 2023. Cái số hàng kia thì chính là đạo hàm tích nha, trừ 2 lần x nhân đạo hàm cấp 2 của hàm f tại, rồi trừ x bình phương nhân đạo hàm cấp 3 của hàm f tại. Điều này đúng với mọi x thuộc thật số thật. Để có được đạo hàm của f tại tại 1 thì từ đây chúng ta sẽ thay x bằng 0 vào ha. Chúng ta có trừ đạo hàm cấp 1 của f tại 1 thì bằng 2023. Hay đạo hàm cấp 1 của f tại 1 thì bằng trừ 2023. Từ đó chúng ta suy ra y nó bằng 1 phần 3 nhân cho trừ 2023 trừ cho 2023 trên 2. Thì nó bằng trừ 2023 phần 2 ha. Rồi như vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài toán này ha. Chúng ta tận dụng những cái tính chất của tích phân, nói chung là dùng phương pháp đổi biến và tích phân từng phần. Chúng ta biến đổi một cách linh hoạt, chúng ta có thể xử lý bài toán này một cách dễ dàng ha. Nào, kết quả đây. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây ha.